Chào thầy và các bạn, em là Lê Phạm Uyển Nhã cùng bạn Trương Minh Thảo, sinh viên lớp IG45. Hôm nay chúng em xin trình bày về một vấn đề rất nóng bỏng được cái đấng mà Ro vô cùng quan tâm. Đó là chủ đề rối loạn cương dương, estrogen dysfunction. Thế rối loạn cương dương là gì? Đó là một rối loạn chức năng tình dục ở nam giới, là tình trạng dương vật không cương cứng lên được hoặc không đủ cương cứng để thực hiện quá trình giao hợp. Càng lớn tuổi thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Về nguyên nhân, gồm những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, rối loạn thần kinh. Đó là những tổn thương khung chậu, bệnh đa xơ cứng, bệnh lý thần kinh gây tổn thương các dây thần kinh, dẫn đến rối loạn cương dương. Thứ hai, rối loạn mạch máu, xơ vữa động mạch hang dương vật, làm giảm khả năng giãn của động mạch và giãn của cơ trơn thành mạch, làm giảm lượng máu đi vào dương vật, khiến nó không thể cương lên được. Tổn thương mạch máu do tăng huyết áp. Tăng huyết áp làm tổn thương các tế bào nội mô, làm giảm khả năng tạo ra nitric oxide, làm cho cơ trơn không giãn được, dương vật không cương lên được. Xơ cứng tiểu động mạch hilarin do tiểu đường, làm cho oxy khó di chuyển vào tế bào, gây thiếu oxy và chết tế bào cơ trơn, đồng thời tổn thương các sợi thần kinh đối giao cảm, dẫn đến không sản xuất được acetylcholine, kéo theo không sản xuất được nitric oxide. Thứ ba đó chính là tình trạng thiếu hụt testosterone, có thể bắt nguồn từ việc nam giới sử dụng thuốc hoặc mắc phải các bệnh lý như là hypogonadism, hiện tượng suy sinh dục, gây giảm lượng chuyển hóa nitric oxide. Và trong thực trạng COVID-19 diễn ra hiện nay, thì một câu hỏi được đặt ra rằng liệu nam giới nhiễm COVID-19 thì có tăng nguy cơ mắc rối loạn cương dương hay không? Và theo những nghiên cứu thì câu trả lời là có, bởi những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, đó chính là mức độ biểu hiện của angiotensin 2 trong tinh hoàn rất cao. Thứ hai, mức độ testosterone thấp hơn. Thứ ba, đó chính là sự tác động gián tiếp này làm ảnh hưởng tới hệ tim mạch và hệ thần kinh. Thứ tư, tăng cân là kết quả của COVID-19. Thứ năm, COVID-19 còn gây thêm tình trạng căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Thứ sáu, hoãn các cuộc thăm khám và điều trị rối loạn chức năng cương dương trong suốt quá trình dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Phần trình bày của em và bạn Trương Minh Thảo đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.